Xin chào mừng tất cả quý vị khán giả đã đến với kênh của Trần Thanh Trương. Chúc quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng. Thì hôm nay là cái ngày mùng 1 Tết, là cái ngày đầu tiên của năm mới. Thì Thanh Trương rất là vui khi quay cái clip này để gửi đến quý vị khán giả. Thì bây giờ cái không khí ở ngoài quê em nó đang se se lạnh đó quý vị. Cho nên là trời nó lúc nào nó cũng tối cả. Thì năm nay thì Thanh Trương rất là may mắn, rất là cố gắng để có thể đón Tết cùng với gia đình của mình. Nên là Thanh Trương muốn chia sẻ cái khoảnh khắc này cho tất cả quý vị khán giả biết đến cái cuộc sống của Thanh Trương. Thì năm nay thì nhà Thanh Trương có sắm được đào, bây giờ cũng là nở hoa rồi. Bên đây là quất. Đó, nói chung là đầy đủ hết rồi. Thì bây giờ là nhà Thanh Trương chuẩn bị ăn cơm á quý vị. Đây, xin giới thiệu với mọi người đến bữa cơm ngày 1 Tết của nhà Thanh Trương. Đây, các bạn ngồi lên. Đây, xin giới thiệu với mọi người, đây là bà nội của Thanh Trương. Hôm nay trời lạnh quá nên nên bà không mặc áo ấm, nhiều áo ấm. Còn đây là bố của Thanh Trương. Có mẹ của Thanh Trương nữa. Xin chào và... quý vị khán giả. Chúc khán giả một năm mới an khang thịnh vượng. Đây là mẹ của Thanh Trương. Xin chào quý vị khán giả. Một đặc điểm chung mà quý vị khán giả đã biết về gia đình của Thanh Trương là điều kiện thì Thanh Trương không muốn nói thì quý vị khán giả cũng thấy, nhưng mà một cái điều mà quý vị khán giả nhận rõ nhất đó là nhà Thanh Trương ai cũng trẻ đó, chỉ có mỗi Thanh Trương già. Hôm qua ông ngoại đó, rồi bà, rồi bố, rồi mẹ cháu ai cũng khen trẻ, trẻ hơn so với tuổi, có mỗi cháu là già hơn. Chắc là không biết không anh, không anh có dòng họ ơi, có phải anh con ruột hay không. Sao mình già. Đang quay cho Thanh Trương là em gái của Thanh Trương. Thì hôm nay là bữa cơm một Tết thì có mặt đầy đủ các thành viên trong gia đình. Thì có hôm nay có gà, có bánh chưng, có giò bò, có cá kho, có đặc sản nem đó quý vị, rồi có rau nữa. Thì mình năm mới chúc mừng mới, chúc bà mạnh khỏe này, đỡ quần nhà. Mà lâu lắm mình mới có cảm giác đông đủ, tại anh Trương cả năm mới đi mới bây giờ cả năm mới về. Đầu xuân năm mới thì không thể thiếu được mà. Đây, tuy năm nay nó kinh tế nó không bằng những cái năm khác, nhưng mà thôi cũng là cái niềm vui, món quà nhỏ nhỏ thì đây cũng khá nhiều. Cho chuẩn bị năm nay chuẩn bị 100 cái bao lì xì thôi, còn không biết trong đó 1.000 hay 2.000 thì không biết. Đây cháu lì xì bà nội, chúc bà nội nhiều sức khỏe. Nghĩa là bà kêu nhận rồi, bà chúc cháu mạnh khỏe, sang năm làm ăn cho phát đạt, sức khỏe, dạ. Nhiều người thương quân dạ. Cháu cháu thì cháu chỉ chúc bà sức khỏe, chỉ mong bà sức khỏe để ông chờ đến lúc cháu lấy vợ sinh con để cái cho cháu báo cho vui, gọi là báo đáp công ơn nuôi dưỡng của bà thì nhỏ. Đây ở nhà đây năm mới còn chúc bố ngày càng chiến đẹp, chiến đẹp, ngày càng công việc thì ngày càng thuận lợi, bình an trong cuộc sống. Bố chúc con là cứ mọi việc theo ý. Dạ. Thì đây con chúc mẹ ngày càng trẻ khỏe. Nói chung là gia đình mình chỉ cần sức khỏe thôi. Sức khỏe, có sức khỏe là có tất cả. Chỉ cần sức khỏe, còn tiền bạc thì xưa giờ vẫn vậy, cứ cố gắng là cuộc sống càng ngày càng cải thiện. Giàu thêm một tí nữa chẳng sao. Đây Linh. Đây anh Vành. Không, đây. Đây. Đấy, quay đấy, anh quay luôn cho quý vị khán giả thấy như đây. Xin giới thiệu mọi người, đây là em gái của Thanh Trương. Năm nay thì em gái ra ngoài Hà Nội học rồi. Thì anh cũng lì xì chúc cho Linh tuổi mới ráng học hành, cố gắng học hành để sau này đỡ khổ hơn. Thì ra ngoài Hà Nội thì sau này sống tự thân, tự lập một mình, thì cố gắng sống nghiên cứu rồi va chạm này, nhưng nói chung là phải gọi là tự lập để mà giúp tự lo học và giúp đỡ cho gia đình ha. Lớn rồi nha, lớn rồi tự hiểu. Sao chúc em thì cũng chúc anh là năm nay thì luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc, khỏe mạnh, chúc khỏe mạnh là trên hết, có sức khỏe là có tất cả.
Em cháu cũng xin được chúc tất cả quý vị khán giả xem kênh của anh một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý ạ. Mẹ có chúc khán giả của con sao không mẹ? Chúc quý vị khán giả một năm mới kiểu nó tràn đầy sức sống nè. Hy vọng mọi người ai cũng mạnh khỏe. Mọi cô quân dịch Covid qua đi, chúng ta cuộc sống cũng chúng ta bình yên khỏe lại. Chào quý vị khán giả. Bố có chúc quý vị khán giả kênh cô không bố? Bố chúc tọa ngựa mọi người đều cái bước gì được đấy. Bà chúc luôn bà đi cho thì, vui. Bà thì chúc khán giả thì năm mới rồi có sức khỏe rồi ăn vang thì vượng cái gì đó. Ăn gan thì vượng cái gì đó. Ăn gan thì vượng cái gì đó. Nói chung là bà chúc cho mọi người bình an. Và ngoài cái món quà lì xì ngày hôm nay có một cái món quà cũng vô cùng vui. Bố cho con mượn cái này. Đây. Hôm qua anh Khương sáng nay anh Khương mới đăng một cái video bà thì hay coi kênh anh Khương với kênh anh Trương á. Là khán giả số 1. Nói là hôm nay là mùng 1 Tết nên là nhưng mà bệnh của anh này không được, cứ tính toán cái thằng tí tí này này. Bật kênh cũng không được, cứ cơm dừa. Xuân này cứ em để ra cơm dừa. Đấy, cơm dừa. Cái này nó không hiểu mình lắm đó quý vị. Hay là nói không đúng chính tả. Đây anh Cường này. Anh Cường đã gấp có túi gì. Anh Cường làm lắm vậy coi như vậy. Lại đây. Mùa xuân cưới nhau. Hả à, bật nhỏ chứ. Cháu mới đón với anh á. Ngày 2 Tết rồi. Vâng bà cứ vừa ăn đi được coi. Nhưng mà chắc chắn sẽ làm bà mới có mẹ bất ngờ. Cô không? Không quay anh Cường. Đó là cái nó bi ngâm này, nói chung tất cả mấy anh em. Mà nhỏ cái ông Minh Quyền đó, bà thấy chưa? Đó, cháu là cái bạn nữ mà có cái bộ tóc dài đấy. Một đám gái xấu đó. Sao chả mê được từ mình già, gái xấu đâu. Đó, người yêu lý tưởng mấy Khương cái đùa. Đó, đó mày thấy không? Đó, bút tóc liên tục. Điều. Đó là bạn Tuấn ấy. Anh Cường hát hài. Tuấn Nhiếp đó anh Tuấn Nhiếp. Hồng Tú Moreno. Đó, đây chưa? Đẹp, nét na. Con gái là sống nhất Việt Nam. Đấy. Tí vút tóc nhẹ nhàng như thế này. À, bán cây cảnh. Cái chỗ này là chỗ anh Khương bán hoa luôn. Đây là đăng ký cả cái gì chưa? Vâng. Tết chắc là đó, bà thấy cháu sao? Bà thấy cháu đẹp không? Đẹp đúng không? Kìa mẹ ta là kiêu sốc. Đẹp mà. Gái sống nhất Việt Nam. Tấu của mày lên. Mấy chị cho mấy đó bà thấy cháu đó cháu đẹp vậy cơ mà con anh Vân à không anh Vân nên cắt cái dấu cái râu đấy thì ông nên người bà cái râu nếu tôi là xấu anh sẽ cưới nhau ra cô cũng mới đẹp à ông ơi bạn thọ, bạn thọ. Tốt, bạn thọ đúng không? Bạn thọ. Đó, như Lam ý. Ở đây cũng thọ. Anh Tân. Anh Tân. Đúng vậy đấy, muốn tâm với đi Lam. Vâng. Vâng, cứ mở không biết nữa. Đó, dĩ nhà anh nhố. Cảnh gì ạ? Không, nhưng mà ngày Tết mà có mấy cái MV này cũng vui nhỉ. Không biết rộn ràng. Còn một cái MV nữa, hai cái nữa. Kiếm kiếm à? Chắc mai mốt anh kiếm. Còn thấy đẹp quá trời mà, đẹp quá trời mà. Hai MV sao có đóng gì? Hai MV sao đó. Chắc là chưa phát.
Bà làm sao mà thấy được một người phụ nữ có một cái nét đẹp nam tính như vậy? Người nhắn một nét đẹp là chim sa mắt lạnh nhưng mà là cá bơi mà chim chín ngủ chim nó đóng rồi chị ngắm nhìn ngắm chạy em liền liền ấm gạt chờ vậy mình lắm chị ý là nói hay đi ý là giờ để không tin đi em rồi chị thế mà tóc thì đóng quá dài tóc hơi dài chứ tóc dài với lại mặt cháu mặt nó là đàn ông quá quý vị ơi thì bây giờ đến cho mẹ với bà với lại bố dùng cơm rồi để cho mọi người dùng cơm xong rồi lát nữa còn đi chúc Tết nữa quý vị. Thì đầu xuân năm mới thì Thanh Trương cũng không có cái gì hơn thì xin gửi lời chúc tới tất cả quý vị khán giả một năm mới an khang thịnh vượng. Cái thứ nhất là sức khỏe, thứ hai thì có sức khỏe thì mình sẽ làm ra tiền bạc và rất là mong quý vị khán giả sẽ ủng hộ Thanh Trương trong cái khoảng thời gian sắp tới. Một con đường nó trông gai nhưng mà Thanh Trương vẫn đang dáng hết sức để có thể theo đuổi cái niềm đam mê của mình. Tết rồi thì mình nói chuyện vui thôi nên là mong cho tất cả quý vị khán giả sức khỏe may mắn và bình an. Quý vị khán giả ủng hộ cho Thanh Trương xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo. Không muốn ăn đấy rồi nhìn đông nhưng mà cũng